Hiện số giáo viên thiếu ở tất cả các cấp học là hơn 94.000, số giáo viên thiếu nhiều nhất ở bậc mầm non hơn 48.000, tiếp đến là tiểu học hơn 20.000, trung học cơ sở hơn 14.000, thiếu ít nhất là bậc trung học phổ thông thì cũng hơn 11.000. Ngay trong năm học này sẽ có 27.850 biên chế giáo viên được bổ sung. Theo đề xuất, mầm non sẽ có hơn 13.000, tiểu học hơn 8.000, trung học cơ sở hơn 4.000 và trung học phổ thông là hơn 2.000 biên chế. Cũng theo đề xuất, tất cả các tỉnh thành đều được bổ sung biên chế ngành giáo dục.